Cô về Việt Nam và đài truyền hình Vĩnh Long, tức là ông của ông Tô Văn Lai đó, phải chuyên nhà Paris Việt Face đó, có chiếu cái chương trình đó. Mà đó, đặc biệt ở dưới đó đó là nó đề cái chủ đề là cái gì? Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 50 năm Tết Mậu Thân 1968. Và Mỹ Huyền đứng dưới sân khấu hát bảo cánh thiệp đầu xuân. Và Mỹ Huyền, cô ta không phải là ca sĩ thuần túy, mà cô ta là MC của đài Sống Bằng Tiếng Nổ, tức là SBTN. Rồi nhà ông Trúc Hồ đâu đâu ở chỗ đó. Tại sao này, Ngọc Huyền cũng là ca sĩ, mà Ngọc Huyền về rồi đứng cạnh ông Chủ tịch Trần Đại Quang, không bị chống đối, không bị hết. Bây giờ FPTN gửi đi tất cả 50 tiểu bang tẩy chay Mỹ Huyền và cấm tất cả các tổ chức không được mướn Mỹ Huyền hát nếu mà Mỹ Huyền trở lại Mỹ. Đấy. Tại vì sao? Tại vì cái banner nó để trên sân khấu á, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 50 năm Mậu Thân 1968. Bây giờ ca sĩ Mỹ Huyền lại còn được đứng cạnh ông cái gì, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đấy nhé. Mà lại chiếu ngay trên đài Việt Phây. Đấy. Cái tôi thấy quý vị làm điều đó sai. Quý vị đừng đi chống Mỹ Huyền. Quý vị muốn chống này chống ông Tô Văn Lai đấy. Người ta không chiếu này sao quý vị biết? Okay. Chuyện thứ hai, bác có nghe nói về Việt Khang tới Mỹ chưa? Vâng. Đấy, bác có ý kiến gì ở ngoài bốn trai có nói gì không? Thì tôi nghe thấy là cũng có người phỏng vấn Việt Khang thì bảo thì là nhà cầm quyền Việt Nam nó đối xử với ông thế nào, và nhà cầm quyền Việt Nam đó cái lúc ông đi thì nó ra làm sao, thì nó bảo là nó chúc cuộc sống mới, không? Cuộc sống mới ở bên kia, và đừng làm cái gì để mà khó mà trở về, tức là nó cho rằng thì là qua bên này lại dại dột, là Để nó để dại dột nhé. đứa này đứa kia rồi nó lại Hình như kiểu Bùi Tín là hết hết đường về vâng, thế thành ra đó thì cái hai cái bài Việt Khang Việt Nam tôi đâu với lại anh là ai đó, vâng. thì tôi nghĩ rằng ông ở tù là đúng, bởi vì rằng thì là anh là ai mà lại không cho tôi chống kẻ xâm lăng mấy gì đó, thì Cộng sản Việt Nam, công an Cộng sản Việt Nam nó vào đây này tao vả cho mày vỡ mồm ra để mày biết là tao là ai, phải không ạ? Và riêng mày đặt cái đó là mày đã đổ tội cho tao, đổ oan cho tao là tay sai, tao bán nước, phải không ạ? Cái tội của mày là cái tội mày vu oan cho tao, mày vu oan cho chế độ, phải không ạ? Chứ còn thì cái cỡ mày thì nó là cái gì? Thì anh em Việt Khang này thì hai bài hát bác nói đó, Việt Nam tôi đâu mới là tôi là ai đó, thì đây Việt Khang nhận được có 250 Mỹ Kim, trong khi Trúc Hồ đây đi tổ chức đi là cái biết bao nhiêu tiền. Rồi Việt Khang vừa qua đây đó thì chưa gì đã lên lập cái chương trình trong năm 2018 và 2019, Việt Khang sẽ đi những cái chỗ này chỗ này chỗ này, tức là bây giờ đó anh Trúc Hồ đó, cái đài mà gắn truyền hình mà gắn cái Direct TV đó, mà người ta mua đài để xem nó của Direct TV của SBTN đó, xuống một cách thê thảm. Thành ra bây giờ cái lợi tức của anh ấy mất mất rồi. Mất ngay sau khi mà cô Thi Vân á, cô tách cái Asia ra khỏi SBTN, thì tức là cái hàng ca sĩ bây giờ đó, Trúc Hồ chỉ còn có Nguyên Khang, có cả Nguyễn Phi Tiễn rồi, ngay cả Đan Nguyên cũng bỏ ra, cũng bỏ sân khấu rồi, đi rồi. Thành ra anh chỉ còn vài ca sĩ không thể giữ nổi cái SBTN. Thì thành ra bây giờ đó anh ấy lấy cái Việt Khang ra để anh ấy làm cái như kiểu một cái mồi để mà nuôi cái đài SBTN của anh ấy. Anh Việt Khang này á, tội nghiệp cái này. Đấu tranh đâu không thấy và ở nhà đi lấy thằng khác. Thành ra qua bên này đó thì hỏi ra hỏi Việt Khang, hỏi tại sao đi, có đi có mình, hỏi bây giờ có nhớ ai, hỏi nhớ con, tội gì bây giờ đã để cho người ta sổ mũi, người ta kéo mình đi, bây giờ là mất luôn cả con, mất luôn cả vợ.
Và tiền ấy, thì lại được có 250 đô la. Và đau khổ cho Việt Khang bây giờ cái chỗ này. Nó bắt Việt Khang lên để hát mấy cái bản nhạc đấu tranh. Anh ra YouTube để kiếm tiền. Để đưa lên FVTN, Cường Thắng là phỏng vấn. Thì Việt Khang có ngày nào Việt Khang sẽ mở mắt ra giống như là bác Bi. Nào Việt Khang sẽ mở mắt ra giống như là bác biết. Tạ Phong Trần mới viết một bài viết chửi điếu cày Nguyễn Văn Hải. Đấy. Anh em với nhau, một bên thì là Tạ Phong Trần là đại úy công an, Nguyễn Văn Hải là anh binh nhì bộ đội. Bây giờ công an bộ đội ở bên Việt Nam bây giờ qua đây tưởng làm cái gì, quay nhau chửi lẫn nhau. Tôi có chụp được một số hình, không phải tôi chụp mà bà con chụp trong gửi cho tôi. Điếu cày Nguyễn Văn Hải dẫn Tạ Phong Trần đi bác sĩ. Tôi nói đùa, mới tới đây mà đã phải đi khám thai à. Bây giờ Tạ Phong Trần quay lại chửi điếu cày Nguyễn Văn Hải, chửi tàn nhẫn. Mà không phải chửi cái chuyện bây giờ. Chuyện cái ngày xưa đó, có thằng bắn dưa đó, nó đá cá lăn dưa đó, ở Việt Nam. Lúc đó Tạ Phong Trần tính cướp cái nhà của Nguyễn Văn Hải, khi mà Nguyễn Văn Hải bị cái tờ báo mà cái tổ chức mà nhà báo tự do, cái hội nhà báo tự do của Nguyễn Văn Hải, thì Tạ Phong Trần đang ở cái nhà đó của Nguyễn Văn Hải. Bây giờ mang ra kể đầu kể đuôi, kể rồi anh ở tù, rồi tôi đi thăm anh, rồi bà gì đó, rồi tới thăm anh bà, rồi anh qua bên này, anh có người mới, anh quên mất cái người tình cũ của anh. Tự nhiên mang ra chửi cho mọi người nhìn thấy rằng những cái tẩy của anh. Nhưng mà đau nhất là anh Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong trước khi mà Việt Khang qua đây, Trần Nhật Phong là ca tụng Việt Khang kinh khủng lắm. Nói thế này Việt Khang, nói kia. Tới lúc Việt Khang đi qua bên này, tới phi trường, không nhìn cái Trần Nhật Phong một tiếng, không hỏi một tiếng, không nhìn cả cái ánh mắt nhìn Trần Nhật Phong. Bởi vì Việt Khang có biết Trần Nhật Phong là ai đâu. Thì có Trần Nhật Phong cái lợi dụng Trần Việt Khang thất trưởng qua đây mới đánh bóng tên tuổi mình lên. Đây bây giờ đang tức. Đang tức này làm cái gì? Tức bây giờ quay lại ngồi với Quýt Phan với lại Ngô Kỳ ấy. Chửi nhiều về Việt Khang. Tại vì Ngô Kỳ nó đang đánh SBTN. Và nhân tiện nói Trần Nhật Phong thì nhân tiện cũng nói luôn. Bác biết Trần Nhật Phong bỏ đây đi qua bên Houston làm cho bà Trần Hoàng Dược Thảo. Quý vị đừng có nói là bà ông nhà báo này ông đi Việt Nam hay ông đi Âu Châu mà sao. Cái chuyện cộng đồng đâu đấy, ông vẫn có. Ấy. Đi qua bà Hoàng Dược Thảo lấy những tờ báo của dân làm báo. Tại vì bà Hoàng Dược Thảo muốn nhờ Trần Nhật Phong làm layout. Ngày xưa là Vương Trùng Dương làm layout cho tờ Sài Gòn Nhỏ. Bây giờ đó thì Vương Trùng Dương vẫn layout cho tờ Sài Gòn Nhỏ nhưng mà thuộc về người Việt. Bà Hoàng Dược Thảo chạy qua bên Houston. Mình nhờ Việt Thảo, nhờ Trần Nhật Phong qua bên đó để layout. Anh layout, anh Trần Nhật Phong có hai cái tật xấu. Khi mà anh làm quảng cáo đó, anh đưa thêm cái quảng cáo riêng của anh vào trong đó là cái nhất. Thứ hai là anh đưa cái bài của dân làm báo đưa vào. Thì cái tờ báo của dân làm báo nó chuyên môn nó là những chuyện bịa đặt. Thành ra nó làm uy tín mà Hoàng Dược Thảo mất. Mới qua được 2 tháng bây giờ bà Hoàng Dược Thảo đuổi quay trở về đây. Vì tội nghe là đưa bài dân làm báo vào trong đó mà không hỏi ý bà. Và Hoàng Hà Bài ra Trần Nhật Phong mình mất nè. Mất phim bộ truyền âm của iCinema. Về tay Khánh Hoàng, bây giờ là ca sĩ Khánh Hoàng thấy cái chức vụ của Trần Nhật Phong cũng 6-7 năm nay rồi. Thứ hai là bây giờ không ai ở trong cộng đồng này mướn Trần Nhật Phong này. Bởi vì các anh sớm đầu thôi đánh lúc nào. Và cái thứ ba, đài BBC không mướn Trần Nhật Phong nữa. Quý vị biết chuyện gì không? Bác biết chuyện gì không?
Bởi cái ông này đáng bắn lắm, cái chuyện gì ông cũng biết hết. Ông tỷ phú Hoàng Kiều thưa đài BBC, cô Hồng Loan, à Hồng Loan hay Hồng Ngọc, ở đài BBC là người quen với Trần Nhật Phong. Quen như thế nào chúng tôi không đóng vở mồm kép, chúng tôi không có nói. Chuyện đại tư mới đưa Trần Nhật Phong vào, mỗi một bài của Trần Nhật Phong được 200 đô la. Trần Nhật Phong viết bài bậy bạ không đúng về ông Hoàng Kiều. Ông Hoàng Kiều khiếu nại BBC. Thì cả hai thầy trò Hồng Ngọc hay Nhân Ngọc bị đuổi rồi. Và Trần Nhật Phong cũng bị đuổi luôn. Cái bài Trần Nhật Phong viết về Hoàng Kiều đã bị tháo xuống. Cái tin này chưa bao giờ tiết lộ và chưa ai biết hết. KBC hải ngoại biết. Cũng giống như những cái chuyện ngày hôm qua đấy, ở trong thảo luận tôi đưa lên biết bao nhiêu hình ảnh về cái nhóm Trần Hải Yến. Quý vị ngạc nhiên chưa?